Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 được lộc trời cho, giàu sang, phú quý trọn đời. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục xây nhà của Phong thủy may mắn. Trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều góp ý và phản hồi của quý vị khán giả về việc xây nhà năm nào hợp, năm nào tốt, tuổi em ở hướng nào thì hợp và rất nhiều câu hỏi khác. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2020 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm 2020 vào ngày tháng giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà trong năm 2021, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi xây nhà, làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không, tam tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hại tam tai. Nếu gia chủ đang phân vân tuổi 1990 xây nhà năm nào và chọn đúng năm chủng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui xẻo đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990 mà làm nhà, xây nhà vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990 mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Canh Ngọ năm 2021 không bị phạm vào kim lâu và tam tai nhưng lại bị phạm vào hoang ốc nên việc xây nhà không được cát lợi. Quý anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với thầy chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc mượn tuổi động thổ làm nhà để được đắc cách nhất. Tiếp theo ta sẽ đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm các thiên tinh đáo đến khác nhau nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi xem xét cụ thể như sau. Tuổi Canh Ngọ 1990 nam mệnh khảm thủy có bốn hướng tốt là bắc phục vị, đông thiên y, nam diên niên, đông nam sinh khí, còn bốn hướng xấu là tây hỏa hại, tây nam tuyệt mệnh và tây bắc là lục sát, đông bắc ngũ quỷ. Hướng bắc thì gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phủ đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu tâm. Tuổi Canh Ngọ 1990 xây nhà hướng bắc thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng đông nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ vắt rất nhanh, còn xấu thì hung họa cột đường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp đến đó là hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm vào tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng Ất, tọa canh hướng giáp năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để việc lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho hướng nhà. Tuổi 1990 Canh Ngọ xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải.
Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến Nhất Bạch tài tinh là tốt, nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ và tọa Quý, hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi Canh Ngọ 1990 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vô Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Đông Nam gồm Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên đồng thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Tuổi 1990 Canh Ngọ năm mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng Đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm, sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay là sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, nên chuẩn bị kinh tế tốt để có thể xây dựng vào năm nay. Người tuổi Canh Ngọ năm 1990 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, phạm vào hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa gì. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên xây mới sẽ không được cát lành. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Canh Ngọ 1990 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi 1990 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990.
Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm 2021 Tân Sửu Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra thì những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Ngọ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Với năm mạng Canh Ngọ 1990 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ 1990. Với người nữ mệnh sinh năm 1990 Canh Ngọ Cấn Thổ có 4 hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí, còn 4 hướng xấu là Nam Họa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát và Bắc là Ngũ Quỷ. Về hướng Đông Bắc thì gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Canh Ngọ xây nhà vào hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn đối với hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm 2021 Tân Sửu Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết thì phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Canh Ngọ 1990 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp được hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Về hướng Tây thì gồm có 3 sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới hay là sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì nên xây.
Tuổi Canh Ngọ 1990 xây nhà hướng này thuộc Tây tướng mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Phú Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái Lạc Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng thân, tọa Sửu hướng mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành. Còn những nhà tọa Cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Canh Ngọ nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường vật thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Người tuổi Canh Ngọ mà ở hờ nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ 1990. Xét đến hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên xây hay là động thổ. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa, nên những nhà hướng Đông năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa gì. Tuổi Canh Ngọ mà xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào Tuyệt mệnh, mà Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Ngọ 1990 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tiếp đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông.
Tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đâm tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tương quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Ngọ đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ 1990. Hướng Bắc gồm có 3 sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến. Vì vậy, việc xây mới hay là sửa chữa cần hết sức lưu ý. Năm 2021 hướng Bắc là tốt nhất để xây mới. Vì vậy, nếu có điều kiện thì anh chị hãy tận dụng xây mới vào trong năm nay. Với nữ mạng Canh Ngọ xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng này nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế bố cục phong thủy theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 đang ở nhà hướng Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Ngọ 1990. Quý vị thân mến, năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của Thái Tuế khắc nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi ảnh hưởng rất lớn đến hỏa khí của gia đình. Quan vận sự nghiệp thì chắc trở ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộc, Vận Thủy, Nhâm Thìn nạp âm Thủy. Các sơn Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi năm 2021 không nên khai sơn lập hướng. Thái Tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách, nặng thể hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên la bàn nên không xây mới hay là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Tam sát, kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn Dần, Mão, Thìn, chủ về tai họa là sát khí của năm cần phải kiêng kỵ xây mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác động vô cùng lớn. Năm 2021, Tân Sửu những nhà có hướng sơn Dần, Mão, Thìn không nên xây mới, cũng hạn chế tu tạo phương này tránh cho tai họa. Mậu Kỷ đô thiên sát, từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con âm không bay về phương Mậu Kỷ thì mật. Mậu Kỷ đô thiên sát, Mậu đô thiên sát nam mệnh, Kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ đô thiên tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu Mậu đô thiên tại Tuất, Kỷ đô thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất và Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung nên không thể xâm phạm. Không khai sơn lập hướng hay là tu tạo, nếu phạm phải khí này nặng thì mất người, nhẹ thì ôm tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp bị trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay là tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng. Người sống trong nhà thì được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ cho nhà, xua đuổi được tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà.
giúp cho người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp chấn trạch chi bảo thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng như là tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để tăng tát khí cho gia đình. Sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ nhà không hợp hướng bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp chấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và 5 đồng ba mai chấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây thì phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới, sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Còn hướng Bắc thì xây đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ xây mới hay là sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem xét hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục, nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.